Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả và quý đồng đạo xa gần. Chúng tôi cũng xin gửi lời tri ân nồng hậu nhất của chúng tôi qua sự yểm trợ thường xuyên, cũng như đã chọn chương trình này của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi đặc biệt xin được sơ lược về thân thế cuộc đời của Đức Phật Thích Ca nhân ngày lễ Phật Đản, Phật Lịch, bài tham khảo của Lê Yến Dung. Kính thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca tên thật là Sĩ Đạt Ta, dòng họ Thích Ca, xuất thân trong giới đại quý tộc ở Ấn Độ. Ngài là con của vua Tịnh Phạn và Maya Hoàng hậu, thành Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ. Thời ấy là một nước rất giàu có, hưng thịnh ở phía đông bắc thành Ba La Nại. Nhân ngày vía tinh tú, cả thành Ca Tỳ La Vệ, vua Tịnh Phạn và dân chúng cùng nhau mở hội ăn mừng. Hoàng hậu Maya dân hương qua cúng kiến xong, bà xin phép đức vua cho bà được giúp người đói lạnh và bao dung những kẻ khốn cùng, giảm tha tội cho Lê Thứ. Vua Tịnh Phạn vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của bà và bà vô cùng mừng rỡ, liền ra ngõ môn bố thí thức ăn, quần áo cho dân nghèo khổ và ra lệnh giảm tha những người phạm tội. Tối về, bà nằm mộng thấy một bạch tượng trên không bay xuống, chui vào bên hông phải của bà. Bà đem điềm chim bao ấy thưa cùng vua Tịnh Phạn. Vua la lệnh mời các thầy đoán mộng, các nhà tiên tri đoán rằng hoàng hậu sẽ sinh một quý tử tài đức song toàn. Vua Tịnh Phạn rất mừng rỡ vì ngôi báo từ đây có người truyền nói. Ngày tháng qua đi, đến ngày rằm tháng 2, mặt trời vừa lố dạng, thành Ca Tỳ La Vệ Ấn Độ bỗng nhiên mát mẻ lạ thường. Trời trong, ánh hào quang chiếu sáng muôn phương, ngàn chim reo hót líu lo, cây cỏ đều đơm hoa muôn sắc và trổ trái, nước sông mương giếng đều dâng cao trong đầy. Cũng là lúc hoàng hậu Maya đang dạo chơi ở vườn Lâm Tỳ Ni bên cạnh cây Vô U. Cây Vô U bỗng nở hoa, mùi hương tỏa rộng, thơm lạ thường quyến rũ. Cũng chính là lúc ngài Thái tử ra đời. Ngày đản sanh của ngài là ngày mùng 8 tháng 4 vào năm 624 trước Tây lịch. Vua Tịnh Phạn vui mừng khôn xiết, mời các vị tiên tri đến xem tướng Thái tử. Trong số ấy có đạo sĩ tên A Tư Đà, là người tu ở núi Hy Mã Lạp, tiên đoán rằng Thái tử có 32 tướng tốt xuất hiện, nên khi trưởng thành sẽ lìa đền đài đi tìm đạo lý giải thoát cho sanh chúng muôn loài. Nói xong, A Tư Đà ò khóc. Vua Tịnh Phạn lấy làm lạ và hỏi: "Tại sao ông khóc?" Ông lao lệ trả lời: "Muôn tâu, vì hạ thần tuổi già sức yếu rồi, chẳng sống được bao lâu để chờ đến ngày nghe được lời Phật thuyết. Cả thế giới ta bà đầy đau thương thống khổ, nhờ ngài mà mọi chúng sanh sẽ được diệt nẻo luân hồi." Vua Tịnh Phạn vương muốn đổi số mệnh con mình nên đặt tên cho Thái tử là Sĩ Đạt Ta, theo tiếng Phạn nghĩa là được giữ chức vị mà mình phải giữ. Chức vị mà Tịnh Phạn vương muốn nói ở đây tức là ngôi vua sẽ được truyền lại cho Thái tử. Vua Tịnh Phạn không ngờ rằng chính thật chức vị của Thái tử lại vượt xa hơn cả ngôi báo tột đỉnh ở trần gian này. Đó là quả vị Phật. Sau khi sanh Thái tử được 7 ngày, thì hoàng hậu Maya quy tiên vua Tịnh Phạn nhờ người dì ruột của Thái tử tên là Ba Xà Ba Đề nuôi nấng, chăm sóc. Vua hết sức lo cho sự giáo dục cho Thái tử. Ngài cho mời những bậc giáo sư nổi tiếng nhất ở trong nước về văn cũng như về võ. Thái tử rất thông minh, thông hiểu, biết trước những sự việc mà giáo sư sắp dạy cho Thái tử. Văn võ song toàn,
không ai sánh kịp. Các vị giáo sư đều bái phục và không dám dạy nữa. Vua Tịnh Phạn rất yêu quý con của mình và rất lo sợ lời tiên tri của A Tư Đà, nên vua xây cho Thái tử những tòa lâu đài hợp với những mùa của xứ Ấn Độ, cung điện trang hoàng cực kỳ tráng lệ, đủ hoa thơm cỏ lạ. Vua Tịnh Phạn lại ban cho tỳ nữ kiều diễm đêm ngày đàn ca múa. Đời sống của Thái tử vô cùng sang cả và sung sướng. Nhưng ngài không bao giờ thấy thích trên mặt, luôn luôn và bao giờ cũng mang một nỗi buồn sâu kín. Thương người, thương cả nhân loại, muôn loài chúng sanh. Ngày tháng qua đi rất nhanh, xuân lại một lần đến nữa. Thái tử vừa đúng 17 tuổi, vua Tịnh Phạn lại tính việc hôn nhân cho Thái tử để ràng buộc ngài. Ngài vâng lời của Phụ Dương kết hôn với nàng Yayu Đà La. Theo tục xưa ở Ấn Độ, những người con gái sanh ra trong giới quý tộc thì các chàng trai, các vương tôn công tử phải qua các kỳ thi tuyển chọn. Thái tử đã chiến thắng tất cả các thanh niên đến dự các buổi thi và lựa nàng Yayu công chúa. Công chúa Yayu là người có sắc đẹp khuynh thành, ngọc thốt qua cười, thuần thục nhất trong các công chúa muốn được làm vợ ngài. Mối tình nồng nàn của nghĩa vợ tình chồng giữa Thái tử và công chúa đã sanh ra một người con trai tên là La Hầu La. Mặc dầu Thái tử đã có vợ con, nhưng vua luôn nhớ lời tiên đoán của ông A Tư Đà, nên vua Tịnh Phạn bao giờ cũng gìn giữ không cho Thái tử tiếp xúc với dân giả bên ngoài, với cảnh khổ đớn đau, cảnh sống thực của nhân sinh ở cõi đời này. Vì sợ rằng Thái tử sẽ ra đi khi tường tận cảnh sống thực trạng của thế gian. Một hôm ngài theo vua cha dự lễ cày cấy, thấy người và loài vật trâu bò vô cùng vất vả trong việc cày bừa, khổ đau dưới ánh nắng lửa đốt để đổi lấy bát cơm, chim chóc giành nhau mổ ăn các loài côn trùng đang bò trên những cành lá xanh để sinh sống, và loài trùng dế đang dãy dụa trên luống đất mới vừa xới đào để tìm đường ẩn nấp và sinh tồn, nhưng cũng không làm sao thoát khỏi những chiếc mỏ cứng của các loài chim. Ngài thương xót buồn rầu vô hạn, thương cho những chúng sanh nhỏ bé, nhân loại đau khổ vì cuộc sống và vì món ăn phải giết hại lẫn nhau. Lần sau ngài lại xin phép phụ vương ra cửa thành dạo chơi. Lần thứ nhất ngài gặp một ông già ngoài 70, da nhăn, lưng còng, lần bước đi tìm các bất tôm thừa từ những kẻ có lòng. Lòng thái tử vô cùng cảm xúc. Lần thứ hai ngài thấy một người tật bệnh cùi lở, tay chân đang co ro run rẩy, rên la thống khổ. Lần thứ ba ngài gặp một đám tang, người ta đang khiêng một người chết. Các thân nhân gia quyến, họ đang kêu gào khóc than thảm thiết trước cảnh ly tan. Ngài nhận hiểu được rằng sống ở đời giàu nghèo sang hèn đều bị đau khổ bao vây, như sanh già bệnh chết là khổ. Trước cảnh trạng đau khổ đọa đài lầm than triền miên của kiếp người, ngài rất xúc động, niềm xúc động sâu thẳm, một nỗi buồn riêng, và luôn để tâm trí tìm phương cách, một cách thức để giải thoát cho chúng sanh. Lần thứ tư khi ra khỏi thành, ngài gặp một vị tăng sĩ thanh cao thoát tục. Ngài hỏi vị tăng sĩ ấy rằng: "Ngài là ai?" Vị tăng sĩ đáp: "Tôi là người đã thoát khỏi sự đau khổ của già đau chết." Thái tử liền hiểu được phận sự phải xuất gia tìm đạo là một phương pháp hiệu quả nhất, cấp thiết nhất để cứu sanh linh thoát khỏi bể khổ mong manh. Ngài đã quyết định và thừa vào lúc một đêm khuya yến tiệc linh đình xong, ngài thấy mọi người đang say ngủ. Ngài nhìn vợ con lần cuối rồi cùng với Sa Nạc, người giữ ngựa, lặng lẽ dung rủi ra đi dưới bóng đen của một màn đêm bao la của vũ trụ. Lúc ấy
Ngài mới 19 tuổi,